Chúng ta sẽ cùng gặp với người chơi đầu tiên của ngày hôm nay. Trời ơi, đẹp gái hả? Y như em. Rồi hát đi em. Vô. Bài này chắc là mọi người biết mà đúng không? Cùng nhảy theo điệu nhảy của chị Tâm nhé. Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi, ngày nào chiếc hôn bao đêm ra rời, giờ đã hết rồi, chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hỡi, giờ đành tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy yêu anh đi. Người hãy quên em đi và phần trình diễn của một cô gái vô cùng trẻ trung và năng động. Nào hãy giới thiệu về mình, xin mời. Mình là diễn viên Hà Anh. Ngày hôm nay thì cười cái gì? Cười cái gì? Phải tại bạn em. Bạn hả? Quá quen rồi. Người hãy quên em đi, nhưng mà anh Huy chắc là không bao giờ quên được bạn Hà Anh đúng không? Chính em cô gái ngày hôm qua. Đây là bạn Hà Anh, là một trong những cô gái, là một thành viên của bộ phim Cô Gái Từ Hôm Qua với vai lớp trưởng Chiêu Minh. Và bây giờ thì Hà Anh ơi, trước khi hai đội trưởng những nút chọn bạn, mình hãy chia sẻ về kiến thức âm nhạc của mình xem là mình biết bao nhiêu bài hát. Sở trường của mình như thế nào? Lúc mà em vào phòng karaoke á, là em không phải là người bấm bài hát, nhưng mà ví dụ mà có mọi người bấm bài hát là kiểu gì em cũng biết hết. Là bài nào mình cũng biết. Bài nào cũng biết hết. Đa dạng về thể loại luôn. Đa dạng, đa thể loại, tất cả mọi thể loại đều hát được. Em còn bonus nữa. Bonus nữa hả? Có bonus nữa. Có bonus. Nãy giờ em chém gió đó. Chém gió đó. Nhưng mà dù sao hai đội trưởng cũng đã lỡ bóng rồi. Như vậy là Hà Anh, bạn sẽ được quyền chọn ngược lại đội trưởng mà mình muốn về. Ví dụ như bạn, nếu hay khó khăn quá, bạn có thể đưa ra một cái thử thách. Em đang thiết nghĩ là... Hà Anh. Cái gì? Bạn nhớ không? Quên rồi. Thôi đi em ơi, có dụ dỗ con ta em ơi. Đó là sẽ là bạn học cấp 3 cùng với nhau. Cứ nhắc đi, Hà Anh nghe nè. Mình cùng nhau học chung trường nè. Đúng không? Rồi mình đóng chung phim sitcom với nhau nè. Nhưng mà em ơi, cái gì mà nó quen thuộc quá nhiều khi nhàm chán phải không em? Bây giờ là chỉ là Hà Anh có mê của lạ hay không? Hả? Anh thích sao em? Hai đội trưởng chọn em, bây giờ em lại có quyền được chọn ngược lại. Thì em thấy là tất cả các bạn nữ thì chắc chắn là thích nghe thính rồi. Hay là bây giờ hai người diễn một đoạn xong rồi thả thính xem là ai ngọt ngào hơn thì mình theo. Cái này chơi khó này đó. Để cho anh Dũng lại xin tự tin hơn. Nhỏ em demo chút một bản. Đâu? Nè. Trời ơi, chuyên cho thả thính nè mọi người. Vô, 2, 3. Vô. Anh nói gì? Anh
Muốn bình yên thì lên chùa cầu phúc, còn muốn hạnh phúc thì ở gần bên em. Trời ơi, thính ngọt quá. Thính của em là toàn mùi đồ ăn không à. Anh, lúc nãy ở ngoài kia em xay bột ngọt, tự nhiên vô đây em xay anh. Đó, bây giờ là tới hai bạn nè. Em à, em có nhớ cái lúc mình cùng trường với nhau không? Không. Lúc đó anh từng ước là mình sẽ về cùng nhà với nhau đó. Em có đồng ý không? Anh về chỗ đi, tiếp. Hà Thính thôi, trò Hà Thính thôi là đủ áp phê rồi. Em không phải vậy nè. Trước giờ trong tiêu chuẩn của tất cả mọi người á, một anh xoáy cao nè mới vô dáng rồi đứng như vậy đúng không? Đây nè. Đó. Đó, một người đàn ông chững chạc và thành đạt nói nè. Em à, em đừng bắt chước kiểu này nữa. Không đi giác lý này, cái bộ này ngoan này vô lấy ngoài. Anh nghe nói em thích đồ ăn hả? Biệt danh của anh là đũa thần đấy. Leo lên xe anh dắt em đi. Ê, vậy là chung y ra những chàng trai nào muốn có thính là phải nặng dữ lên. Hai cái thính quá xuất sắc rồi. Khó để vượt qua hai thính này đó. Của quen hay của lạ em? Ở trong trường thì mình cũng quen rồi, đóng phim mình cũng quen rồi. Bây giờ mình lạ đi ha. Em chọn anh Mai Tiến Dũng.